Hôm nay thầy dành thời gian chia sẻ với chúng ta về một vấn đề thường gặp của học trò, đó là chữ xấu. Chữ xấu thì phải làm sao? Đây là một vấn đề thầy thấy thường gặp, tại vì thầy đi dạy thì có rất nhiều học sinh. Có những bạn thì viết đẹp, nắn nót, nhìn bắt mắt lắm, có cảm tình lắm, chấm bài với những bài mà chữ đẹp thầy thấy nó thoải mái, vì thầy không phải căng mắt ra để luận xem là chúng ta viết cái gì. Ít ra là thầy chỉ cần lướt thôi là thầy đã nhìn thấy cái con chữ rồi, nó đúng nét, đúng dòng, gọi là tròn vành rõ chữ thôi cũng được, là dễ đọc rồi, thầy thấy nó đỡ bị áp lực. Còn đối với những bài chữ xấu, thực sự là ấn tượng nó không tốt, cảm giác bên trong của thầy nó không tốt. Thầy không phải là robot, mà thầy là con người, thầy có giác quan và thầy có cảm xúc. Thế nên khi mà gặp một cái bài làm mà chữ nó xấu, không phải là hơi xấu đâu mà rất xấu ấy, thì cảm xúc của thầy nó bị ảnh hưởng, nó bị chi phối. Ấn tượng về cái bài làm đó nó sẽ không tốt. Đấy là thầy nói thật như thế, để cho những bạn chữ xấu chúng ta hiểu được là thầy cô bị tác động như thế nào đứng trước một cái bài mà chữ nó xấu quá. Thậm chí là có cảm giác mà hơi nâng quan điểm lên ấy, đó là chúng ta không tôn trọng thầy gì cả. Chúng ta viết như thế là chúng ta không tôn trọng người đọc. Cảm thấy mình khó chịu lắm. Đấy. Thế cái cảm giác đầu tiên đối với một bài làm, một bài thi, một bài kiểm tra mà người chấm lại cảm thấy khó chịu, thì hỏi rằng cái người làm bài đó được lợi hay là bị thiệt, thì chúng ta tự có câu trả lời luôn rồi, đúng không? Thế thì thấy tác hại như thế, những bạn chữ xấu phải sửa đi. Cái lý do đầu tiên để mà chúng ta phải sửa chữ xấu cho nó đẹp hơn, đẹp hơn thôi nhá, chứ chưa nói là đẹp như các bạn học khối D đâu, các bạn hay viết văn đâu, đẹp hơn để mà nó tròn vành rõ chữ cho người đọc, người ta thấy nó cũng xuôi và cũng dễ nhìn dễ đọc, đó là đừng gây ra cảm giác khó chịu cho người đọc. Và chúng ta có viết rõ ràng, dễ đọc, đó cũng chính là tôn trọng người đọc và tôn trọng chính mình. Lý do thứ nhất là tôn trọng người đọc và đừng gây cho người đọc cảm giác khó chịu. Đó là lý do chúng ta phải sửa cái chữ xấu đi. Được chưa? Lý do thứ hai thì ghi tóm tắt vào đây cho chúng ta thấy này. Lý do thứ nhất, tôn trọng người đọc. Viết cẩn thận để tôn trọng người đọc và không gây ra khó chịu. Ác cảm. Vân vân. Nếu sau này chúng ta ra trường, chúng ta đi xin việc, một số cơ quan công ty người ta yêu cầu là đơn xin việc phải viết tay, sơ yếu lý lịch hay là bảng điểm hay là những cái gì khác, chúng ta có thể đánh máy photo công chứng, nhưng có một số nơi người ta yêu cầu là đơn xin việc phải viết tay. Lãnh đạo ở cái nơi đó, tại sao người ta lại yêu cầu như vậy? Vì người ta muốn nhìn vào đó để xem chữ viết của chúng ta như thế nào. Một người mà viết cái đơn xin việc không thành, chữ thì như run như dế, thế thì nhận vào làm đâu phải lúc nào cũng máy tính đâu, có những lúc phải viết tay chứ, làm sao mà được, đúng không? Đó là một cái dấu hiệu mà lúc tuyển dụng các nhà tuyển dụng người ta để ý đến. Rồi ngày xưa các cụ còn bảo nét chữ, à nét chữ, nét người. Tức là nhìn vào cái chữ để người ta đánh giá tính cách của con người.
Có thể nó không đúng hoàn toàn và nó không có sự khớp tương đương 100%, nhưng nó có sự liên quan. Và tại sao ngày xưa người ta còn có bói chữ nữa? Tức là người ta xem tính cách, vận mệnh của một người thông qua cái chữ viết. Tất nhiên là phải tìm những người thầy xem chữ có kiến thức, chứ không phải là xem lung tung. Những người không biết họ cứ phán lung tung thì có thể không nói. Nhưng người mà thực sự có trình độ ấy, là chúng ta viết ra một cái chữ, là người ta nhìn vào cái chữ đó, người ta sẽ đoán được chúng ta, người ta sẽ suy ra được chúng ta là người như thế nào. Như vậy là cái nét chữ thể hiện cái nét người, cái tính cách của con người. Đúng chưa? Như thứ hai này, ta phải hiểu được một điều là nét chữ, nét người. Thầy thì không có chuyên môn về cái khoa này, nhưng mà thầy nhìn thấy người nào chữ xấu thì thầy thấy là thầy suy ra nhé. Có ý đúng đấy chứ không phải là thầy chủ quan hay là thầy áp đặt đâu, mà có một cái chút gì đó liên quan đến việc chúng ta thiếu nghị lực. Tại sao lại là thiếu nghị lực? Tại vì chúng ta không chịu rèn chữ. Có thể là cả từ nhỏ nên đến bây giờ nó mới bị như vậy. Nhưng bây giờ bị như vậy rồi mà cũng không sửa thì cũng vẫn là thiếu nghị lực. Đó là không chịu rèn chữ. Có thể ta lại thấy là thầy còn đang viết xấu cái kia. Thầy chưa bao giờ nói thầy viết đẹp. Nhưng thầy tin là thầy viết. Nếu mà 100 người thì chắc là cũng phải hơn 99 người đọc được. Không bị mất nét đâu. Không không run rế đâu, nó chỉ không tròn, không đẹp thôi, chứ đọc được. Bao nhiêu lâu nay thầy thấy các anh chị học sinh của thầy cũng vẫn đọc được. Mà thầy viết trên bảng chúng nó ngồi dưới, chưa bao giờ chúng nó bắt thầy phải viết lại cả. Tức là nó bảo thầy ơi viết lại chữ kia tại vì em không nhìn được. Hay là thầy ơi viết lại chữ kia tại vì thầy viết xấu quá. Không, học sinh chưa bao giờ nó nói như thế cả. Nó nhìn được, nó chỉ không tròn, không đẹp, không nắn nót như như các thầy cô dạy văn thôi. Chứ nhìn được, ok chưa? Không chịu rèn chữ. Đấy là những bạn chữ xấu thầy nhìn ra là không chịu rèn chữ. Và thiếu kiên nhẫn. Có bao giờ chúng ta ngồi chúng ta viết một cái bài toán hay một cái bài văn mà chúng ta kiên nhẫn không? Tức là ta ngồi ta viết từ 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 câu chữ xong rồi ta để cái đầu óc nó chậm 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 lại. Nó tĩnh tâm lại. Nó để tâm vào cái con chữ đấy, để tâm vào cái bài làm đấy. Hay là những người chữ xấu thì vẫn cái gì? Ngồi xuống là bắt đầu cắm cổ là viết 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 cho nó xong. Rồi đi học môn khác. Hoặc là viết viết cho nó xong. Rồi đi xem phim. Những cái biểu hiện như thế đều là thiếu nghị lực. Vì vậy, rèn chữ xấu, sửa chữ xấu ở đây không chỉ còn là câu chuyện đem lại cái lợi cho bản thân về mặt trực tiếp khi đi thi, đi làm, đi xin việc, mà còn là rèn nghị lực. Chúng ta phải sửa chữ để rèn nghị lực. Cái nghị lực tại sao nó lại quan trọng? Thầy sẽ nói riêng vào một cái video khác. Còn ở đây thì chúng ta có thể hình dung ngay về cái cây nhân cách mà ở các video khác thầy nói rồi ấy. Cái cây nhân cách nó có ba gốc rễ. Đấy, cái cây nhân cách nó có ba gốc rễ. Ba gốc rễ này là cái gì? Đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Ta cứ để ý mà xem. Tất cả những cái quả ở trên này. Yêu thương. Yêu thương đấy, thầy lại viết xấu chỗ này là ta không đọc được đúng không? Thầy viết tử tế một chút nha. Yêu thương,
rồi là biết đủ, rồi là nhẫn lại, dũng cảm, rồi là nhân ái, vân vân. Chúng ta có thể search cái hình này ở trên mạng, mà gốc rễ của nó là ba cái này: đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Thế thì chúng ta đang phải cố gắng cái này trong trường hợp chữ xấu. Thế việc mà chúng ta nhận ra là chữ xấu nó có hại thì tức là chúng ta đang dùng cái hiểu biết của chúng ta để chúng ta nhận thức được cái điều đó. Đấy. Thế còn nếu mà chúng ta biết nghĩ đến người đọc, tôn trọng người đọc thì là chúng ta đang nghĩ đến cái khía cạnh này, đạo đức. Nghĩ đến chính chúng ta để mà chúng ta sửa là chúng ta đang rèn nghị lực. Được chưa nào? Thầy hy vọng một vài cái phân tích nho nhỏ đối với các bạn học sinh thì vẫn là rườm rà. Thầy chuyên hay nói rườm rà, nói dài. Nhưng mà thầy nghĩ là nếu nói ngắn quá thì sẽ không đủ ý và chúng ta sẽ không hiểu hết được những thứ cần hiểu và cần làm. Nên thầy vẫn cứ phải nan man như vậy. Ai có duyên và đủ kiên nhẫn thì chúng ta nghe. Nghe rồi mà sửa được thì tốt cho bản thân. Mong muốn của thầy là như vậy. Về câu chuyện chữ xấu thì chúng ta chốt lại như vậy nhé. Chữ xấu là thiếu tôn trọng người đọc, bị thiệt thòi khi mà gây ra khó chịu ác cảm cho người chấm bài. Rồi nhớ là nét chữ thì liên quan đến nét người. Từ đó mà chúng ta phải sửa đi. Sửa được chữ cũng là sửa được tính người còn gì nữa. Sửa được tính cách còn gì nữa. Tính cách ở đây là sự kiên nhẫn, là sự sửa sai, là sự cố gắng. Sửa được chữ thì cũng là sửa được tính cách còn gì. Chúng ta trở thành một người điềm tĩnh hơn, chăm chỉ hơn, kiên nhẫn hơn. Thế và không rèn được chữ, không sửa được cho nó dễ đọc là chúng ta thiếu nghị lực. Mà đối với một sự phát triển đầy đủ và toàn diện của một con người dựa trên ba gốc rễ là đạo đức, trí tuệ, nghị lực thì chúng ta đang bị thiếu nghị lực. Đó, chúng ta cần phải rút kinh nghiệm và thay đổi đi xem sao nhá.